Xin chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái phần mềm Haravan Retail với cái máy in nhiệt BT210 để các bạn in cái hóa đơn bán hàng nha. Cái phần mềm Haravan Retail chỉ có kết nối được với cái máy in BT210 này trên cái điện thoại Android thôi nha các bạn. Còn điện thoại iPhone thì các bạn không có thể nào kết nối được với cái máy in BT210 này. Nếu mà bạn nào muốn kết nối điện thoại iPhone với Android luôn thì các bạn mua máy in mạng nha. Thì bên dưới mình có để cái thông tin của máy in mạng bên dưới nha. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in BT210 này nha. Thì cái máy in BT210 này là cái máy in Bluetooth, cái nối trực tiếp với cái điện thoại để in hóa đơn bán hàng nha các bạn. Các bạn cũng có thể kết nối trên cái máy tính hoặc là laptop để in hóa đơn bán hàng cũng được nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy in này nha. Thì khi mà các bạn mua về, các bạn tháo cục pin ra. Bên mình có dán cái miếng dán cách điện ở phía sau nè. Các bạn tháo ra để sử dụng nha. Rồi, gắn vào. Rồi, bây giờ các bạn sẽ gắn giấy vào nha. Các bạn mở khay giấy này ra nè. Một ngón tay trỏ các bạn để trên cái khất nè. Ngón tay cái các bạn chịu lật dưới nè. Các bạn lấy ngón tay trỏ các bạn bật lên một cái là sẽ mở cái nắp lên nha. Các bạn mở sai nó sẽ bị bung cái cây này ra nha. Cái cây này bắt buộc nó phải nằm trên này nha các bạn. Nó không có nằm dưới này nha. Rồi. Các bạn bỏ giấy vào nha. Các bạn bỏ theo chiều này nha. Các bạn bỏ chiều ngược thì nó sẽ in không ra mực nha. Rồi các bạn lấy hai ngón tay nè, cái các bạn đẩy xuống rồi nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in test ra cái tờ giấy in test để các bạn xem cái máy hoạt động tốt hay không, hay là có bị lỗi hay gì không nha. Đồng thời á, trên đó nó sẽ hiển thị pin luôn nha các bạn. Rồi các bạn hai ngón tay cái nè, các bạn bấm hai nút cùng lúc nè. Rồi nó kêu tiếng bíp, cái các bạn buông ra nè. Rồi các bạn ghi, các bạn xé ra ha. Thì ở đây nó có hiển thị cái dung lượng pin này, các bạn bấm in test thì các bạn biết được cái dung lượng pin của mình nó khi nào mà hết á thì các bạn có thể sạc vào nha. Thì pin á, bên mình có bán pin rời nữa nha các bạn. Đây nha các bạn. Đó, những bạn nào mà xài nhiều thì các bạn có thể mua 2 cục hoặc 3 cục pin về các bạn sử dụng nha. Rồi đi kèm theo máy ấy á, có một cái máy in nè, một cuộn giấy nè, một cái cốc sạc và một cái cáp sạc nha các bạn. Cáp này có thể vừa sạc vừa dùng để kết nối với máy tính để các bạn in luôn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với cái phần mềm Haravan nha. Trước tiên các bạn vào, các bạn bật cái Bluetooth lên nè. Các bạn bật cái Bluetooth lên, các bạn bật cái máy in lên rồi nha. Đó, máy in sáng đèn xanh là các bạn đã bật rồi nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ vào ghép đôi cái máy in này trước nha. Ở trong chỗ cái Bluetooth á, các bạn thấy thiết bị khả dụng nè, BT nè, 210 nè. Các bạn click vào đây để các bạn ghép đôi nha. Các bạn nhập cái mật khẩu là 4 số 0. Rồi nó nhảy lên trên là xong rồi nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài, các bạn mở cái phần mềm Haravan lên. Rồi tiếp tục. Rồi bây giờ các bạn vào cửa hàng nè. Vào máy in nè. Thêm máy in nè. Bluetooth nè. Các bạn thêm cái máy in BT53CB nãy mình ghép đôi á. Rồi vậy là xong rồi các bạn. Rồi các bạn ra ngoài nha. Rồi bây giờ mình lấy cái đơn mình thử cho các bạn xem nha. Rồi đây các bạn ha. Để mình in thử một tờ nữa cho các bạn xem ha. Khi mà các bạn, khi mà nó chuyển qua cái màu xanh ấy á, nói chung là nó xanh nhạt á, là nó đã kết nối được với cái máy in nha. Rồi đây là cái hóa đơn mình vừa in ra của phần mềm Haravan ha. Thì bên mình có cái máy khổ to nữa nha các bạn, khổ 80 á. Đó, khổ bự hơn cái khổ này. Thì tùy theo các bạn có thể chọn cái khổ nhỏ hoặc khổ lớn để các bạn in nha. Rồi đây các bạn ha. Thì mình vừa in ra nè, mực rất là đẹp và đậm nè. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua cái máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần mô tả nha. Các bạn click vào đường link của Shopee hoặc Lazada để mua hàng, để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.